Cũng tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, thì Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh nền kinh tế Trung Quốc đã vượt qua những khó khăn thách thức trong năm 2023, đạt được tiến bộ ổn định và tổng quan xu hướng tăng trưởng dài hạn sẽ không thay đổi. Theo Thủ tướng Lý Cường, nền kinh tế nước này đã phục hồi và đạt mức tăng trưởng khoảng 5,2% trong năm 2023, cao hơn mục tiêu 5% đã đề ra ban đầu. Quan chức này cho biết thêm Trung Quốc đang mở cửa cho hoạt động kinh doanh và nhấn mạnh tiềm năng dồi dào cho hoạt động đầu tư nước ngoài khi một bộ phận lớn người dân nước này đang nhanh chóng bắt kịp xu hướng đô thị hóa và tầng lớp trung lưu được dự báo sẽ ngày càng tăng. Ông Lý Cường cũng cho rằng cạnh tranh lành mạnh là chìa khóa để tăng cường hợp tác và đổi mới. Ngoài ra thì theo ông Lý Cường, thế giới cần phải gỡ bỏ những rào cản đối với việc cạnh tranh và hợp tác trong các chiến lược về môi trường và trao đổi khoa học quốc tế. Thủ tướng Lý Cường cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì chuỗi cung ứng toàn cầu ổn định và vận hành trơn tru.